Xin chào các em. Vậy là cô trò mình lại gặp nhau trong chương trình hình học lớp 6. Ở bài trước, chúng ta đã học về 3 điểm thẳng hàng. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em về bài đường thẳng đi qua 2 điểm. Trước hết, chúng ta sẽ học một nhỏ là vẽ đường thẳng. Bây giờ em sẽ cùng cô vẽ vào quyển vở của mình 2 điểm A và B. Bây giờ ở trên mặt phẳng bảng của cô chấm 2 điểm A và B. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thử là dùng thước, chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng đi qua 2 điểm A và B này. Chúng ta nối nó với nhau. Đúng không? Như vậy ở đây, cô nối được mấy đường thẳng đi qua 2 điểm A và B? À, cô chỉ nối được một đường thôi. Rồi kể cả cô có đặt lại thước và nối lại, thì cái đường mới của cô nối vẫn chung với đường ban đầu. Như vậy ta thấy rằng là với 2 điểm A và B cho trước, chúng ta chỉ kẻ được một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm này. Thế thì giống như việc chúng ta tưởng tượng là có một bạn ở vị trí điểm A, một bạn ở vị trí điểm B. Hai bạn đang cầm một sợi dây, thường chẳng hạn một sợi dây kéo co, hai bạn kéo căng với nhau đúng không? Thì chúng ta chỉ kéo được một cái đường như thế thôi. Đó. Vậy đó chính là nội dung nhận xét chúng ta cần lưu ý ở bài đường thẳng đi qua 2 điểm này. Như vậy, đường thẳng sẽ có mấy cách để đặt tên. Chúng ta sang phần 2 nhỏ là cách đặt tên đường thẳng. Vậy thì chúng ta sẽ nhắc lại bài trước, bài 1. Chúng ta học bài điểm và đường thẳng rồi. Thì cách 1 của chúng ta chính là cách chúng ta chỉ cần dùng một chữ cái in thường để đặt tên cho đường thẳng. Tức là dụ đường thẳng ở đây, cô sẽ đặt tên nó là đường thẳng D chẳng hạn, đúng không? Thì cách 1 của cô là cách dùng một chữ cái in thường. Dùng một chữ cái in thường. Tức là đây cô ví dụ cô gọi đây là đường thẳng D chẳng hạn. Ví dụ ở đây cô gọi tên là đường thẳng D. Đó là bài hôm trước nhá. Cách 2. Cách 2 như cô vừa nói là với 2 điểm A và B chúng ta chỉ xác định được duy nhất một đường thẳng. Thì như vậy ở đây đường thẳng này cô sẽ gọi nó luôn có tên là đường thẳng AB hoặc là đường thẳng BA đều giống nhau hết nhá. Vậy cách 2 là chúng ta phải dùng 2 chữ cái in hoa. Dùng 2 chữ cái in hoa. Ví dụ như cô gọi đây là đường thẳng AB. Hoặc là đường thẳng BA đều như nhau hết. Đây, hình vẽ ở trên này nhá. Và ngoài ra, cô sẽ có cách 3 như sau. Cách 3. Khi cô vẽ một đường thẳng như trên này. Đây. Thì cô có thể đặt một đầu này, cô đặt là chữ X nhỏ. Một đầu còn lại là chữ Y nhỏ. Để thể hiện hai phía của đường thẳng này đúng không? Thì như vậy cô có thể là dùng 2 chữ cái in thường để đặt tên cho đường thẳng. Và đường thẳng này cô có thể gọi là đường thẳng XY hoặc là đường thẳng YX đều với nhau hết. Như vậy cách 3 là dùng 2 chữ cái in thường. Ở đây, ví dụ như cô gọi đó là đường thẳng XY hoặc là YX. Như vậy chúng ta cần nhớ là học xong bài này thì với một đường thẳng bất kỳ nó sẽ có 3 cách để đặt tên. Cách thứ nhất là dùng một chữ cái in thường. Cách thứ hai chúng ta dùng 2 chữ cái in hoa. Và cách thứ ba chúng ta dùng 2 chữ cái in thường đều được hết nhé.
Bây giờ cô sẽ đố các bạn câu sau. Chúng ta học bài 3 điểm thẳng hàng rồi. Thì giả sử cô vẽ một đường thẳng như trên này. Và trên đó cô lấy 3 điểm là A, B và C. Như vậy cô sẽ có bao nhiêu cách để gọi tên đường thẳng này? Nào, chúng ta xem lại nhé. Chúng ta chỉ cần lấy hai chữ cái in hoa là chúng ta đã gọi tên được đường thẳng này rồi. Như vậy, thế thì trong câu này của chúng ta có mấy cách đây? Nào, chúng ta sẽ kể được bao nhiêu cách để gọi tên cái đường thẳng trên hình vẽ nhỉ? Đầu tiên, có thể gọi là đường thẳng AB cũng được. Và đảo ngược lại, BA. Tương tự thế, nếu cô xét hai điểm B và C đúng không? Thì cô cũng gọi đây là đường thẳng BC. Và đảo lại, cô sẽ có đường thẳng CB. Và cuối cùng là cô xét hai điểm A và C. Khi đó cô sẽ có đường thẳng AC. Hoặc đảo ngược lại là CA. Như vậy ta sẽ có 6 cách để gọi tên cái đường thẳng này. Đó. Sau đó học tiếp phần 3 nhỏ là đường thẳng trùng nhau. Cắt nhau và song song. Đây. Thì chúng ta nhìn lại ở phần trên nhé. Đường thẳng trùng nhau tức là nó thể hiện là cùng một đường thẳng. Ví dụ như cô đã nói là AB là một đường thẳng và đường thẳng BC là một đường thẳng, nhưng hai đường thẳng này cùng là một đường, thì khi đó cô gọi đó là hai đường thẳng trùng nhau. Tức là cô sẽ nói là ví dụ như là đường thẳng ở ý trước của cô ấy là AB và BC chẳng hạn, thì đó là hai đường thẳng trùng nhau. Vậy là hai cái đường mặc dù nó có tên gọi khác nhau nhưng nó thực chất là thể hiện cùng một đường thôi, nó trùng khít vào nhau cùng là một đường, thì cô nói là hai thẳng trùng nhau. Bây giờ nó sẽ quan sát tiếp cho cô hành vẽ sau đây nhé. Ở hình đầu tiên này, cô sẽ gọi đây là điểm A, đây là đường thẳng M và đường thẳng N ở đây. Thì hai đường thẳng như trên này, ta thấy rằng nó có mấy điểm chung? À, nó chỉ có một điểm chung đúng không? Thế thì khi đó cô gọi đây là hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng có một điểm chung. Và cái điểm chung này của cô là điểm A. Thì điểm A cô gọi là giao điểm của hai đường thẳng. Giao thì từ đấy có nghĩa là chung, được chưa? Vậy giao điểm chỉ là điểm chung. Như vậy đây ta sẽ nói là đường thẳng M và N cắt nhau và nó có một điểm chung, chính là giao điểm A. Hai đường thẳng này có một điểm chung và A được gọi là giao điểm của hai đường thẳng M và N. Của hai đường thẳng M và N. Còn ở hình bên này của cô có hai đường thẳng là đặt tên là xy và zt nhé. Đây thì
Hai đường thẳng này có thấy rằng dù cho cô có kéo dài mãi đi đâu nữa thì hai đường thẳng này cũng không có điểm chung. Và hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta gọi tên nó là hai đường thẳng song song. Như vậy ta sẽ viết ở đây là đường thẳng XY và ZT. Cô gọi nó là hai đường thẳng song song. Và hai hạng này không có điểm chung. Vậy thì đường thẳng, hai đường thẳng cắt nhau này chỉ có một điểm chung thôi. Hai đường song song thì không có điểm chung. Vậy thì hai thẳng chung nhau thì sao? Có bao nhiêu điểm chung? À, ta thấy rằng là nó chung khít nhau như này thì nó có vô số điểm chung, đúng không? Và chúng ta sẽ nhớ là với ba loại này chúng ta sẽ phân thành hai nhóm đường thẳng chính. Trường hợp đầu tiên là hai đường thẳng chung nhau. Được chưa? Chung nhau. Còn cái nhóm hai đường thẳng cắt nhau và song song này thì cô gọi nó là hai thẳng phân biệt. Đó. Và trong nhóm phân biệt của cô có hai loại đường thẳng là cắt nhau. Ta có một điểm chung đấy. Và loại thứ hai là song song. Đó. Và kể từ bây giờ nếu cô nói về hai đường thẳng thì chúng ta sẽ tự hiểu đó là hai thẳng phân biệt luôn nhé. Chúng ta không cần xét đường thẳng trùng nhau nữa vì nó rất đặc biệt. Đó là nội dung của bài đường thẳng đi qua hai điểm. Như vậy chúng ta cần nhớ các cái ý. Thứ nhất là cách đặt tên đường thẳng thì có ba cách. Cách thứ nhất là dùng chữ cái in thường. Cách thứ hai dùng chữ cái in hoa, hai chữ cái in hoa. Cách thứ ba là dùng hai chữ cái in thường. Và ngoài ra, về vị trí giữa hai đường thẳng bất kỳ, chúng ta sẽ có 3 vị trí có thể xảy ra. Vị trí đầu tiên là hai thẳng trùng nhau, là có vô số điểm chung. Vị trí thứ hai là hai đường thẳng cắt nhau, chỉ có một điểm chung. Và vị trí thứ ba là hai thẳng song song, là không có điểm chung nào. Rồi, giờ các học sinh sẽ làm các bài tập. Rồi, ở phần tiếp theo này thì cô trò mình sẽ cùng chữa lại cái bài tập trong phiếu luyện tập nhé. Ở bài 1 chúng ta, cô có 4 điểm A, B, C, D sao cho không có 3 điểm đường thẳng hàng với nhau. Như vậy cô sẽ chấm 4 điểm A, B, C, D và không có bất kỳ 3 điểm nào thẳng hàng. Bây giờ để bài hỏi là hãy kẻ các đường thẳng đi qua hai trong 4 điểm trên. Vậy cô sẽ kẻ. Đầu tiên là đường thẳng đi qua điểm A và điểm B. Thứ hai là đường thẳng đi qua điểm B và điểm D. Thứ ba là đường thẳng đi qua điểm C và điểm D, đúng không? Thứ tư là cô nối đường thẳng đi qua điểm A và điểm C. Và cô sẽ nối tiếp đường thẳng đi qua điểm A và điểm D ở đây. Và cuối cùng cô sẽ nối. Khi vẽ hình nhé, chúng ta không nên vẽ đường thẳng bị chèn lên tên điểm. Nên ở đây cô sẽ viết lại C trên này nhé. Và B cô sẽ viết nốt ở đây. Sau đây cô sẽ nối tiếp B với C. À, như vậy là từ 4 điểm A, B, C, D cô đã kẻ các đường thẳng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đếm xem là có bao nhiêu đường thẳng tất cả nhé. Ở các đường xung quanh này, 1, 2, 3 và 4 đúng không? Và cái đường nối chéo thì có 1 đường, 2 đường. Như vậy từ 4 điểm A, B, C, D trong đó không có 3 điểm đường thẳng hàng thì cô đã kẻ được 6 đường thẳng, được chưa? Chúng ta sẽ viết là 6 đường thẳng. Và tên các đường thẳng này là gì nhỉ?
Đầu tiên là đường thẳng AB này, sau đó đường thẳng BD này, rồi DC này, rồi CA này. Còn các cái đường nối chéo của cô là đường AD này, rồi đường BC. Đó. Chúng ta có thể lại vẽ bằng bất kỳ cách nào, vị trí các điểm như thế nào mà sao cho không có 3 điểm nối thẳng hàng, thì đáp án của chúng ta vẫn là 6 đường thẳng như kể trên nhé. Chúng ta làm tiếp bài số 2 này. Cho 4 điểm MNPQ, trong đó 3 điểm MNP thẳng hàng. Như vậy cô sẽ vẽ một đường thẳng ra. Trên đường thẳng này cô lấy 3 điểm M, N và P. Trong đó điểm Q lại nằm ngoài đường thẳng này. Vậy cô chấm điểm Q bất kỳ nằm ngoài đường thẳng trên. Sau đó, đề bài hỏi là kẻ được bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm, đi qua 2 trong 4 điểm này. Thì đường 1 đường thẳng ban đầu rồi. Như vậy cô còn các đường thẳng là cô nối từ Q với 3 điểm còn lại. Đầu tiên là đoạn QM. Tiếp theo là đoạn QN. Chữ N này cô sẽ xóa đi để không bị chèn lên chữ N nhé. Chữ N cô sẽ viết ở đây. Tiếp theo là đoạn QP. Như vậy chúng ta đếm xem là chúng ta đã kể được bao nhiêu đường thẳng trên hình. 1 này, 2 này, 3 và 4. Đúng nhá, cô viết là 4 đường thẳng. Đầu tiên là MQ, tiếp theo là QN, thứ ba là QP, đúng không? Và cuối cùng của cô là MP. Ở dưới đường thẳng này, hôm trước cô nói rồi đúng không? Chúng ta có 6 cách gọi, thì các em có thể gọi là MP hay là MN hay NP đều được hết, thì nó đều chỉ là một đường thẳng thôi. Chúng ta nhìn tiếp bài số 3. Cô có 3 hình vẽ như trên. Hãy xác định trong mỗi hình trên có bao nhiêu đường thẳng và bao nhiêu giao điểm. Hình đầu tiên cô có 1, 2, 3 đường thẳng. Đúng không? Và giao điểm là điểm chung của 2 đường thẳng trở lên. Thì liệu có 1, 2 và 3. Cô có 3 giao điểm tiếp theo. Hình thứ hai của cô, chúng ta đếm xem là có bao nhiêu đường thẳng đấy nhỉ? Cô có đường ngang là 1 đường này, 2 đường này, 3 đường, 4 đường thẳng. Ở đây cô có 4 đường thẳng. Và bao nhiêu giao điểm đấy nhỉ? Cô có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 giao điểm. Hình cuối cùng của cô có vẻ là hơi chẳng chịt đúng không? Chúng ta cố gắng đếm nhá. Nào, đường nằm ngang là có 1 đường này, đường chéo này là 2 này, 3 này, 4 này, 5. Cô có 5 đường thẳng. Và chúng ta xem là có bao nhiêu giao điểm tất cả và đếm nhá. 1 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Là có 10 giao điểm trên hình. Đó là bài số 3 nhé. Chúng ta cần phải quan sát và đếm thật là kỹ cho đủ số lượng các đường thẳng và giao điểm. Và tương ứng ngược lại bài số 3 là bài số 4. Của cô yêu cầu là vẽ 3 đường thẳng ABC sao cho thỏa mãn cho với các cái số lượng giao điểm cho trước. Ở câu A là 3 đường thẳng này cùng cắt nhau tại một điểm. Thì như vậy cô phải vẽ 3 đường thẳng ra. Và 3 đường thẳng này nó sẽ đều cắt tại một điểm duy nhất, đúng không? Thì cô sẽ vẽ đầu tiên là một đường thẳng này, đường thẳng thứ 2,
hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm rồi, đặt tên điểm O. Thì muốn đường thẳng thứ ba, muốn ba đường thẳng này cũng cắt nhau tại một điểm. Như vậy, đường thẳng thứ ba của cô cũng phải đi qua giao điểm này. Rồi, như vậy cô sẽ đặt tên đây là đường thẳng A, đây là B, đây là C, đúng không? Ta thấy rằng nó có một giao điểm chung là điểm O. Chúng ta nhìn tiếp câu B. Ba đường thẳng mà cắt nhau tại hai điểm thôi. Thì vậy cô sẽ vẽ trước một đường thẳng ra. Đường thẳng thứ hai. Đây đúng không? Đây là đường thẳng A, đây là đường thẳng B. Cắt nhau tại giao điểm đầu tiên là điểm A chẳng hạn. Bây giờ đường thẳng thứ ba của cô, cô phải vẽ sao cho nó chỉ được phép cắt một đường. Tức là giả sử nó chỉ được cắt đường thẳng A và nó không được phép cắt đường thẳng B như này, đúng không? Được cắt nhảy là thành tận 3 giao điểm rồi. Thế đường thẳng C của cô không được cắt đường thẳng B, đúng không? Thì hai đường thẳng không cắt nhau, không có điểm chung thì nó là hai đường thẳng song song. Thì cô phải vẽ đường thẳng C như này. Đấy, thì nó sẽ song song với đường thẳng A. Và nó chỉ cắt đường thẳng C, à song song đường thẳng B, cô xin lỗi nhá. Đường thẳng C của cô song song đường thẳng B và nó chỉ cắt đường thẳng A tại điểm thứ hai, tại giao điểm thứ hai này. Ta gọi nó là điểm B nhá. Rồi. Chúng ta nhìn tiếp ý C. Ba đường thẳng này cùng cắt nhau tại ba điểm. Như vậy cô sẽ vẽ đầu tiên là đường thẳng A ra. Sau đó vẽ tiếp đường thẳng B. Hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm là điểm A trước nhá. Thì đường thẳng thứ ba, đường thẳng C của cô, nó phải cắt cả hai đường thẳng này để chúng ta được hai giao điểm nữa. Thì cô có thể vẽ đặt thước như này. Đấy, khi đó thì đường thẳng C nó sẽ cắt cả hai đường thẳng A và B. Đây là đường thẳng. Cô sẽ vẽ chữ B đây nhá cho dễ nhìn này. B ở dưới này. Còn đây là đường thẳng C. Khi đây đó thì cô sẽ đặt tên đây là điểm B. Đây là điểm C nhá. Đấy. Như vậy là chúng ta đã vẽ được ba đường thẳng này cắt nhau tại ba điểm phân biệt A, B và C rồi. Rồi, nội dung bài học hôm nay của chúng ta là hết ở đây. Tạm biệt các em và sẽ gặp lại nhau ở bài tiếp theo nhé.